Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dẫn lối yêu thương của tác giả Đặng Thanh Diễm Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sau khi rời khỏi bệnh viện Tôi bắt taxi đến ngã tư đường lớn Và bảo taxi dừng lại Xuống xe đi bộ trên đường Bước chân tôi cứ đi mãi Không biết bản thân đang đi đâu đến đâu Trời tối om Đèn đường sáng rực cả con phố Bỗng dừng trời đổ cơn mưa Không thèm chú mưa Tôi cứ đứng ngơ người đó Để cho những giọt nước mưa rơi xối xả lên người Nước mắt không nhịn được Mà rơi xuống nhưng cơn mưa dường như không thể làm trôi hết đi nỗi lòng bên trong tôi mưa càng lúc càng to làm người tôi ướt nhẹp cầm đôi giày cao gót trên tay nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của mình làm lòng tôi cảm thấy chua sót mí mắt nặng nề muốn sụp xuống sau khi dầm mưa một đoạn khá dài tôi mới chịu bắt taxi đi về chiếc taxi dừng lại đậu trước căn biệt thự rộng lớn tôi mang cơ thể mệt mỏi dã rời bước vào nhà Quản gia nhìn quần áo, đầu tóc đều ướt hết, liền vội vàng lấy chiếc khăn tràng lên người tôi. Cử chỉ ấm áp của cô làm tâm hồn tôi được sưởi ấm đôi chút. "Cháu cảm ơn cô. Sao lại để ướt hết thế này cháu?" "Cháu không sao ạ, à? do lúc nãy đứng bắt taxi mưa đổ xuống, làm cháu không kịp chú mưa." À? Cô chủ lên phòng tắm rửa, kẻo bị cảm lạnh. "Dạ, anh Thành về chưa cô?" "Dạ chưa cô chủ. Vâng." Vào căn phòng tối om, nỗi cô đơn về đêm thật sự đáng sợ, không ai chờ đợi, không có ai để giải bày tâm sự. Tôi bật đèn lên và đi thẳng vào phòng tắm, người tôi thẫn thờ đứng dưới vòi sen, mặc cho nước chảy xối xả xuống. Khoác bộ đồ ngủ lên người, tôi bước ra lại ngồi trên giường. "Cô chủ." Tiếng cô lệ phía bên ngoài cửa kêu vào. "Vâng." Tôi ra mở cửa. Cô vừa nói vừa đi vào phòng đặt trên bàn cho tôi. Tôi mang nước gừng ấm và bữa tối cho cô chủ đây ạ. À? Sao cô biết cháu chưa ăn tối ạ? À? Thấy cô vội đi gấp tới giờ này mới về nên tôi nghĩ cô chưa ăn tối. Dạ cháu chưa ăn, bụng đang rất đói ạ. À? Cháu cảm ơn cô. Cháu ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dạ. Nói xong cô quay lưng rời đi, tôi lại bàn ngồi cầm ly nước gừng ấm trên tay, cảm nhận được hơi ấm từ chiếc ly chuyển sang mùi gừng thơm phức bay vào mũi làm tôi thấy dễ chịu những lúc thế này đáng lẽ tôi nên nhận được sự quan tâm của một người chồng thì anh ta lại đang chơi vui vẻ bên ngoài uống ly nước gừng và ăn bữa tối xong tôi leo lên giường nằm đắp mền lên người cơ thể tôi bây giờ cảm thấy lạnh một cách lạ thường tôi cuộn chọn mình vào chiếc mền dày để ủ ấm bóng đêm ngày càng mịt mờ tôi nhắm mắt lại nằm lăn qua lăn lại chằn chọc mãi không thể ngủ được trong đầu cứ suy nghĩ đến những lời bố nói, khó khăn lắm tôi mới ngủ được thì lại bị tiếng mở cửa mạnh làm giật cả mình. Mở đôi mắt đang mơ màng ra, tôi ngửi được mùi rượu nồng nặc từ cửa, tiếng của Hồng cất lên. "Chị lại giúp em đỡ anh Thành lên giường với ạ?" Lúc này tôi mới mở hẳn đôi mắt ra, ngồi dậy đi tới cửa, đỡ lấy tay anh ta choàng qua cổ, sức nặng của anh ta đè lên người tôi. Sao anh ta lại say mềm thế này? Lúc nãy gặp bạn bè đông vui quá Anh uống hơi nhiều ạ à? Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi Để chị lo cho anh ta Dạ Tôi sáng gồng sức kéo Thành về tới giường Xô ngã anh ta nằm lên giường Nhìn gương mặt đỏ hoe đang nằm bất động Cộng với mùi nước hoa phụ nữ Lan khắp người Làm tôi thấy ghét bỏ Anh ta ngủ say không biết gì cả Tôi tính kéo anh ta về ghế sofa ngủ Mà nghĩ lại đang say thế này Lỡ nửa đêm lại té nhào ra đất Tôi tháo giúp đôi giày ra và mở hai hạt nút áo sơ mi gần cổ cho anh ta dễ chịu. Đêm nay tôi nhường chiếc giường êm ái lại cho anh ta vậy. Mở tủ lấy chiếc mền ra tôi lại chiếc ghế sofa nằm. Không biết đã ngủ từ khi nào. Buổi sáng ánh nắng từ cửa sổ soi khắp căn phòng. Chiếc ghế sofa nằm chắn chiếc sổ làm mắt tôi bị trói bởi ánh sáng mạnh. Từ từ mở mắt ra toàn thân tôi thấy mệt mỏi. Cổ họng rất khó chịu sáng sớm đã nghe tiếng hồng từ bên ngoài cửa anh chị dậy chưa ạ à? đánh mắt nhìn sang giường không thấy thành mà nghe trong phòng tắm có tiếng xả nước chắc anh ta đang ở bên trong sao thế em bác trai gọi chị xuống ạ à? ừ em chị xuống ngay tôi ngồi dậy cơn chóng mặt kéo đến khiến tôi muốn nhào đầu xuống đất tôi dùng tay chống lên ghế để dáng gượng dậy vừa hay thấy thành từ phòng tắm bước ra tôi không nói lời nào đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đi xuống phòng ăn đã thấy bố mẹ cùng thành và hồng đã ngồi vào bàn ăn con chào bố mẹ xuân con ngồi xuống đi dạ nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của tôi bố liền hỏi trông con có vẻ không khỏe con bị ốm à dạ con không sao à nghe cô lệ nói đêm qua con đến bệnh viện à dạ anh trai con nhập viện anh con bị làm sao vậy có nghiêm trọng không con dạ anh con bị té xe ạ à? đã qua nguy hiểm rồi ạ à? bàn ăn đông đủ người nên tôi cũng ngại nói về vấn đề anh ta bị dân đòi nợ chém cánh tay kẻo làm mọi người hoảng sợ ăn xong con xin phép vào bệnh viện ạ à? ừ nói xong bố nhìn sang thành con chở xuân đến bệnh viện đi nghe vậy tôi liền đáp ngay có lẽ anh ta cũng muốn đi cùng tôi dạ không cần đâu bố con tự đi được ạ à? thôi để thành đưa con đi nhìn dáng vẻ của con bố thấy không yên tâm người tôi cũng rất mệt không muốn đi chút nào cả nhưng nghĩ phải đến để hỏi rõ tình hình thế nào tôi sợ người ta lại làm hại đến bố mẹ thành bố nói con không nghe hả vẻ mặt lạnh lùng của anh ta không chút biểu cảm không đồng tình cũng không từ chối dạ câu trả lời cho xong chuyện chắc bởi từ khi có thỏa thuận giữa chúng tôi anh ta không còn đối đầu với tôi trước mặt bố nữa. Hồng ngồi bên cạnh không chịu ngồi yên cũng lên tiếng. Con đi cùng được không bác? Có đi chơi đâu mà con đi cùng, con ở nhà chơi với bác gái đi. Dạ. Mọi người đều im lặng cho đến khi ăn xong bữa sáng. Tôi lên lầu thay đồ, từ lúc ở bàn ăn đến giờ, đầu tôi cứ lâng lâng cảm thấy chóng mặt. Tôi vừa đi vừa tựa vào cầu thang, những bước đi chậm chạp Tôi và Thành rời khỏi nhà Trên xe anh ta cũng chả hỏi thăm gì Về vấn đề anh trai tôi cả Chỉ đắm chìm trong sự im lặng Tiếng điện thoại của anh ta vang lên Anh ta nhấc máy Alo Tôi quay đầu lại nhìn anh ta Không biết trong điện thoại nói gì Chỉ thấy sắc mặt Thành đột nhiên trầm xuống Két Chiếc xe dừng lại Anh ta thắng gấp Xém chút nữa tôi đã đâm đầu tới phía trước Tôi cất giọng khó chịu nói với anh ta sao anh lại dừng xe đột ngột vậy cô xuống xe đi chưa tới nơi mà anh bảo tôi xuống tôi có việc gấp cần xử lý cô xuống bắt taxi đi tôi cảm thấy bất mãn nhưng cũng không đôi co nhiều đối với tính cách thất thường của anh ta thì điều này chắc tôi phải tập quen dần mở cửa xuống xe tôi bắt chiếc taxi đang đậu trước mặt đi tiếp vừa tới cổng bệnh viện đập vào mắt tôi là nhóm mấy tên côn đồ xăm trổ đang đứng lảng vàng trong đầu liền suy nghĩ, không biết những tên này có liên quan đến anh hậu không. Tôi cảm thấy lo lắng nên gọi điện thoại ngay cho mẹ để báo. Mẹ à, sao thế con? Anh ta tỉnh chưa ạ? À? Anh con tỉnh rồi mà sức khỏe còn hơi yếu. Dạ mẹ, con thấy một nhóm côn đồ đang đứng trước cổng bệnh viện. Không biết con phải đến tìm anh ta không nữa? Để mẹ báo bố con. Vâng ạ. À? Tôi đi thẳng lướt qua mặt các tên côn đồ vào sảnh bệnh viện nghe thoáng bên tai phải tìm cho bằng được nó nằm phòng nào nó chưa chết đâu khi nghe những lời này tôi biết chắc là đang tìm anh ta rồi tôi lật đật chạy thẳng đến phòng bệnh hậu đã tỉnh mắt hướng nhìn sang tôi chằm chằm dù xảy ra chuyện lớn như vậy mà trên gương mặt anh ta vẫn không sợ hãi chỉ thấy hiện lên vẻ hống hách nhìn mẹ đang đút đồ ăn cho anh ta làm tôi thấy chướng mắt tính ra anh ta mạng lớn thật bố đứng cạnh giường lên tiếng nghe mẹ con nói có nhóm côn đồ đang đứng trước cổng bệnh viện hả con vâng ạ à, họ đang đến tìm anh ta anh ta lên tiếng hầm hực nói với bố giọng to rõ từng chữ tuy sức khỏe còn yếu nhưng giọng rất khỏe lũ đó tính giết tôi đó bố nếu bố muốn nhìn tôi chết thì cứ đứng yên mà nhìn đi tôi sau khi nghe lời nói của anh ta không thể nào im lặng được anh gây ra thì tự chịu đi mày im đi có lẽ mày mong tao chết lắm chứ gì Mày muốn tài sản của bố lắm rồi hả? Tôi nhếch miệng cười khinh. Tài sản? Anh phá tan nhà nát cửa. Còn gì đâu mà anh gọi là tài sản. Tôi không rảnh với anh đâu. Yên tâm. Mày được gả vào nhà chồng giàu có rồi. Nên nói chuyện khác hẳn nhỉ. Nghe những lời nói hiên ngang của anh ta mà bố vẫn nhu nhược bao bọc anh ta. Sao bố lại để con chết được? Để bố tính. Vậy bố xử lý nhanh cho tôi đi. Khoảng một tỷ. Tôi không muốn trốn chu trốn lủi đâu. Chất giọng không biết sợ của anh ta Làm tôi tức điên lên Tiền ở đâu mà anh bảo bố xoay sở Bố nghe anh ta nói thế mà nghe được hả Sơn à Con về tìm cách mượn nhà chồng con Để xử lý việc này cho anh con đi Số tiền một tỷ không phải nhỏ Sao bố lại nói mượn đơn giản vậy được Con lấy lý do gì để mượn đây Đối với nhà họ Số tiền một tỷ không là gì đâu Con cứ lấy đại một lý do để mượn Bố con không mượn đâu ai gây ra thì người đấy tự tìm cách giải quyết. Anh ta nằm bên giường nghiến răng hung dữ với tôi, nếu không bị thương, có lẽ anh ta đã leo ra khỏi giường mà xông đến đánh tôi rồi. Mày, mày được đấy. Lẽ nào con muốn dương mắt nhìn anh bị người ta giết sao? Anh ta đủ lớn và có thể tự giải quyết các vấn đề mình gây ra, bố đừng nói chuyện theo kiểu anh ta là người bị hại. Nhìn thấy vẻ căm phẫn hiện rõ trên gương mặt anh ta, về mặt đỏ tức điên lên như muốn bốc hỏa. Con không thể giúp được. Xuân, nếu con cứ cãi lời bố không giúp anh con, thì đừng nhìn mặt bố nữa. Bố quá đáng rồi đấy. Tùy bố, con xin phép bố mẹ con về trước đây. Rời khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy bực bội, cộng thêm nhớ lại lúc sáng bị Thành ném giữa đường. Hiện tại anh ta đã không coi tôi ra gì. Huống hồ nếu mượn tiền anh ta nữa, chắc thái độ sẽ khinh tôi ra mặt cho mà xem hôm nay đúng là một ngày tệ hại mà tôi băng qua bên kia đường đứng bắt taxi thì một chiếc xe dừng lại xuân giọng nói này nghe rất quen tôi sững ra vài giây khi cô gái từ trên xe bước xuống khóe môi từ từ cong lên mừng rỡ mày về nước khi nào thế Ta về được một tháng rồi mày đi đâu thế lên xe đi rồi nói chuyện quyền vui vẻ mở cửa xe cho tôi chúng tôi là bạn học có một thời gian quyên sang nước ngoài nên không gặp mặt, nó thay đổi rất nhiều, mái tóc dài cắt ngắn đến vai, gương mặt trang điểm toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, làn da cũng trắng hơn trước rất nhiều. Quyên mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì mà mày đến bệnh viện thế?" "Tôi không kể rõ về việc của Hậu, chỉ nói thoáng qua thôi. Tao đến thăm người quen." "Ừ, mày kết hôn rồi đúng không?" "Mày cũng biết à? Biết chứ." tin tức dâm gian khắp các mặt báo tao làm sao không biết được mà sao mới kết hôn nhìn mày ủ rột vậy hôn nhân của tao không hảo nhoáng như mày nghĩ đâu giờ mày đi đến đâu tao chở nhờ một bạn tao về nhà nói địa chỉ đi tao bảo tài xế chở đến ừ Quyên là bạn thân có một số việc tôi sẵn sàng chia sẻ với nó nhưng chuyện kết hôn tôi chỉ nói bóng gió không dám tâm sự quá nhiều Đến nhà tôi trao đổi số điện thoại với Quyên rồi tạm biệt. Buổi trưa nắng gai gắt, ánh nắng chói trang dọi khắp khuôn viên căn biệt thự. Tôi bước vào nhà đến phòng khách, thoáng nhìn thấy mẹ chồng và Hồng đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa. Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Con chào mẹ. Con biết trở về à? Lúc sáng cô đi cùng Thành, sao lại về một mình? Mẹ chồng tỏ thái độ không vui, ánh mắt sắc bén nói chuyện. Tôi không tránh né ánh mắt của mẹ, mà đưa thái độ thản nhiên trả lời lại mẹ anh thành có việc bận nên con về một mình ạ à? thật ra tôi cũng chẳng biết anh ta bận gì nữa mẹ chồng với cơ mặt cứng ngắc nghiêm khắc tiếp tục nói chồng cô thì bận lo cho công việc còn cô suốt ngày rảnh rỗi đi không thấy mặt mũi ở nhà cô về nhà này còn chưa phụ giúp được gì cả dạ tại dạo này nhà con xảy ra nhiều chuyện nên con hay đi thường xuyên ạ à? dù mẹ biết chắc nhà tôi có chuyện gì và tôi đã đi đâu nhưng vẫn tỏ ra không biết mà bắt bẻ cô đã gả đi rồi thì bớt lo chuyện nhà đi hồng ở bên cạnh ngọt dịu lên tiếng thôi mà bác bác cùng cháu xuống ăn cơm đi ạ à. ánh mắt hồng ra hiệu cho tôi lên phòng để tránh cho mẹ lại nói tiếp lúc mới gặp mặt tôi không ưa cô ta cho lắm nhưng thấy có vẻ cô ta cũng là một người hiểu chuyện con sẽ chú ý hơn con lên phòng đây ạ à. Tôi nhanh chóng đi lên lầu về phòng, tâm trạng buồn phiền đến cực điểm. Cuộc sống ở nhà này không dễ dàng chút nào cả. Ngày phải nhìn sắc mặt nhau để sống, sao tôi lại rơi vào tình thế này cơ chứ? Tôi không màng ăn uống gì cả, nằm thẳng lên ghế sofa nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình tỉnh giấc. "Chị Xuân, chị mở cửa cho em với." Tiếng của Hồng gọi, tôi đứng dậy mở cửa cho Hồng. Sao thế em? Chị thay đổi đi, đi đâu hả em? Đi ăn tối với mua sắm, về em đi chị ở nhà chán quá à? Tôi cũng bất ngờ với sự thân thiết đột ngột của Hồng, không biết có toan tính gì không đây. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Ừ, vậy 4 giờ mình đi nhé. Dạ. Nói xong Hồng ra khỏi phòng, ngước mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều. Tôi mở tủ lấy đồ định vào tắm thì thấy Thành bước vào phòng làm tôi chợt nhớ lại chuyện lúc sáng, khiến tâm trạng đang bình tĩnh trở nên bực bội. Tôi nén tâm trạng lại, lướt qua anh ta và đi thẳng vào phòng tắm. Ảo não đứng dưới vòi sen, tôi suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng với anh ta như hai người xa lạ vậy. Cuộc sống ai nấy lo khiến tôi thấy mệt mỏi. Không biết tôi phải chịu đựng đến khi nào, lẽ nào phải sống chung với một người không yêu cả đời. Mãi suy nghĩ thẫn thờ, tôi không biết mình ở trong nhà tắm bao lâu, tiếng đập cửa phía ngoài với giọng khó chịu của Thành hối thúc tôi. Cô ngủ ở trong đó hả? Cô không tính đi à? Lẹ tôi còn tắm nữa. Ờ. Tôi giật mình vặn nước vòi sen lại, long khô người và mặc đồ vào bước ra khỏi phòng tắm. Mở cửa đã thấy gương mặt đáng ghét đang đứng trước cửa. Tôi tắm anh cũng quả nà. Tôi tưởng cô ngủ trong đó chứ. Kệ tôi. Anh nhìn gì thế hả? Tôi cảm giác ánh mắt anh ta nhìn có hơi sai sai nhìn theo hướng mắt của anh ta đang nhìn xuống cơ thể tôi nút áo đồ ngủ của tôi bị bung ra phía trên lộ ra một nửa vòng ngực tôi lúng túng vội túm lấy nút áo cải lại chưa kịp chửi thì anh ta đã lên tiếng tôi vô tình nhìn thấy thôi nếu thấy thì anh tránh ánh mắt chỗ khác chứ sao cứ nhìn chằm chằm vào tại cô ăn mặc không cẩn thận tính quyến rũ tôi à anh nằm mơ đi còn lâu tôi mới quyến rũ anh anh ta ngượng ngùng đi nhanh vào phòng tắm còn tôi bối rối bất giác mặt đỏ ửng lên cứ nghĩ anh ta nhìn thấy làm tôi cảm thấy không thoải mái tôi đi lại bàn trang điểm nhìn vào gương xuống phần nút áo bị hở xem xét phần ngực có bị lộ sâu lắm không trong đầu cứ tưởng tượng ánh mắt của anh ta ngại quá đi chắc không nhìn thấy hết chứ gạt hết suy nghĩ linh tinh tôi lại tổ chọn một chiếc váy sen trắng toát lên sự thanh thoát và trang điểm nhẹ nhàng có lẽ từ lúc về nhà này, đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị đi ra ngoài với tâm trạng thoải mái. Tôi vui vẻ bước xuống lầu, nhìn thấy Hồng đang ngồi ghế đợi. Đi thôi em. Hồng cũng trang điểm sửa soạn không kém gì tôi. Tóc uốn lọn nhẹ, tô son hồng cam tô lên vẻ mặt dạng dỡ tươi tắn. Nhìn Hồng tôi mới chợt nhớ, chưa có cơ hội để hỏi rõ mối quan hệ của Hồng với Thành. Chờ anh Thành xuống nữa chị, anh ta cũng đi sao? Dạ tại lúc nãy anh ấy về nên em rủ đi cùng luôn. Ừ, vậy mà tôi tưởng hôm nay có thể đi chơi thoải mái. Ai dè còn phải đi chung nhìn sắc mặt anh ta nữa chứ. Bỗng tâm trạng tôi tụt xuống hẳn. Khoảng 10 phút sau anh ta từ trên lầu đi xuống. Cách trưng diện kèm mùi nước hoa nồng nặc của anh ta làm tôi phát ghét. Hồng chạy lại sát gần anh ta. Anh Thành, mình đi thôi. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói. Đi thôi lúc này tôi đang suy nghĩ mình có nên viện lý do để ở nhà không tôi biết đi cùng với anh ta sẽ không vui nổi nhưng nghĩ lại đã mất công chuẩn bị trang điểm đẹp đẽ đành cam chịu mà đi thôi ừ anh ta ra lái xe đến đậu trước cửa tôi cùng hồng bước lên xe cô ta mở cửa xe leo lên ngồi ghế trước cùng thành còn tôi ngồi ghế phụ sau nhìn cứ như tôi đi theo làm cái đuôi em thắt dây an toàn vào vâng ạ anh ta khởi động xe, chiếc xe chạy thẳng về phía trước. Tôi ngồi im lặng trong xe, nhìn qua khung cửa kính thành phố đã bắt đầu lên đèn. Con đường trở nên đông đúc xe cộ, dòng người kẹt kín cả đường. Chỉ có tôi mãi nhìn ngắm xung quanh, hai người phía trước cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Em muốn đi đâu? Em muốn đi ăn tối ở nhà hàng Dolly. Nhà hàng lúc trước em với anh hay đi ăn cùng đấy à? Ừ, cũng lâu anh chưa đến đó. Em nhớ lúc trước cuối tuần rảnh anh đều sang nhà chở em đi chơi lớn lên anh hay bận việc không còn đi cùng em như trước nữa trong cuộc nói chuyện với hồng anh ta luôn thể hiện thái độ vui vẻ tiếp chuyện khi đó em còn nhỏ mà em vẫn còn nhớ à có chứ em nhớ rất rõ chuyện lúc nhỏ lúc đó vui anh nhỉ có lẽ hồng cố tình gợi chuyện cho tôi biết về mối quan hệ thân thiết của họ không gian trên xe nhỏ hẹp Tai tôi không thể không nghe những lời mà hai người nói chuyện với nhau, cứ nhắc lại các kỷ niệm xưa gì đó, làm tôi cảm thấy ấu trĩ và nực cười, bất giác mà cười phát ra tiếng. Phải mặt nhăn nhó anh ta lên tiếng, sau khi nghe tiếng tôi cười. Cô cười gì? Không có gì, tự nhiên tôi buồn cười. Hồng quay người lại hỏi tôi. Có chuyện gì vui hả chị Xuân? Không có gì, hai người nói chuyện tiếp đi nhìn vào gương chiếu hậu anh ta lạnh lùng đánh cho tôi một ánh mắt sắc lẹm có lẽ tiếng cười làm tan biến sự tàng hình của tôi ở trên xe tôi đâu muốn đi theo để nhìn cảnh này cuối cùng cũng đến nhà hàng chiếc xe dừng lại thành xuống xe và qua mở cửa xe cho cô ta còn tôi tự bước xuống xe em cảm ơn ạ à. nhìn cử chỉ thân thiết của cả hai làm tôi thấy chiếu mắt trong đầu tôi bỗng nảy ra suy nghĩ dù gì mình cũng là vợ anh ta cũng nên thể hiện chút không thể để cô ta được nước lấn tới như thế này được đi tới cánh cửa nhà hàng từ phía sau tôi đi lên cạnh thành hành động choàng tay sang khoác vào tay anh ta và nói với giọng ngọt ngào mà tôi chưa từng nói anh à nhận thấy hành động và lời nói của tôi vẻ mặt bất ngờ cau lại anh ta nhìn thẳng mặt tôi miệng tôi nở một nụ cười tươi đáp lại anh ta lấy tay đẩy mạnh tay tôi ra Nhưng tôi vẫn không chịu buông Vì ngại nhân viên đứng ở cửa nhà hàng đang nhìn Nên anh ta đành bất lực mà để tôi khoác Bước vào nhà hàng không gian được bài trí cổ điển Ánh đèn lung linh Mọi thứ đều sang trọng Có cả dàn nhạc trên sân khấu Đang đánh những bản nhạc du dương Tạo cho người ta cảm giác thoải mái Để tận hưởng bữa tối ấm cúng Chúng tôi lại bàn dành cho bốn người để ngồi tôi ngồi cạnh bên anh ta nên hồng phải ngồi ở đối diện lúc này cô ta đã tỏ rõ sự khó chịu gương mặt tươi tắn vui vẻ lúc này giờ đã nhăn nhó cảm giác thích thú trong lòng hiện lên làm tôi thấy thỏa mãn nhân viên phục vụ lại bàn lịch sự nói chuyện với chúng tôi mời anh chị gọi món ạ à? để em chọn cho em biết những món anh thành thích để chị gọi chồng chị chị biết anh ấy thích ăn gì mà Tôi không biết anh ta thích gì cả, nhưng vẫn không muốn để người khác chọn. Cầm menu trên tay, tôi chọn đại các món mình thích. "Được rồi em, cho chị gọi những món này. Anh Thành bị dị ứng tôm đó chị, chị bỏ món tôm nướng sốt phô mai ra nhé." "Ừ em." Nhìn gương mặt sát khí hàng ngày của anh ta, tôi nghĩ mọi thứ anh ta đều có thể ăn tươi được, huống hồ là con tôm. Tiếng điện thoại của Thành reo lên, anh ta đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Còn lại tôi với cô ta trên bàn ăn, sẵn tiện tôi muốn hỏi rõ mối quan hệ của họ thế nào, để sạch rõ ranh giới. Nếu anh ta ở ngoài với cô gái khác, tôi sẽ không quan tâm, nhưng ở trước mặt làm tôi thấy khó chịu thì không được. Em với Thành là anh em họ hả? Nhìn cách cư xử của họ qua lại, tôi biết chắc Hồng có tình ý với Thành, còn về phía anh ta tôi chưa rõ lắm. Khi nghe tôi hỏi, cô ta không chần chừ mà trả lời ngay. Dạ không phải thế mối quan hệ của em với anh ta là thế nào chị tò mò hả cô ta đắc ý làm tôi tò mò thêm nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm không chị hỏi để biết thôi nhìn chị khẩn trương chưa kìa mẹ em là bạn thân của bác gái nên từ nhỏ em với anh ấy rất thân thiết với nhau với lại mẹ em hay đi công tác nên em thường xuyên qua nhà anh thành ừ nhìn em với thành thân thiết như anh em đấy mà Vậy chị xem em như em gái trong nhà nhé. Tôi cố nói rõ từ anh em nhiều lần để cô ta biết mà giữ khoảng cách ra. Tôi bây giờ trên danh nghĩa cũng đã là vợ của anh ta rồi. Tuy tôi không muốn chen vào cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng sau cảm giác tự tôn bảo bản thân không được nhượng bộ. Anh Thành rất quan trọng với em. Quan trọng, chị không hiểu em nói gì. Phục vụ bưng đồ ra cắt ngang câu chuyện đang nói dở. Hồng cũng không trả lời tiếp. Thành nói chuyện xong quay lại bàn nên câu chuyện bị đứt đoạn. Đang có anh ta nên tôi cũng không tiện nói tiếp. Mùi đồ ăn thơm phức sọc thẳng vào mũi, bụng cứ đánh trống liên tục, làm tôi chợt nhớ lúc trưa mình không ăn gì cả. Tôi bắt đầu cầm đũa và thưởng thức món ăn. Ngoài cảm nhận đồ ăn ngon, tôi không cảm nhận được gì cả. Sự ấm cúng, sự gần gũi tất cả đều không. Ngồi ăn cùng bàn với chồng nhưng sự lạnh nhạt lan tỏa, làm tôi cảm giác như đang ngồi ăn cùng người lạ vậy sáng hôm sau ở căn biệt thự sáng sớm tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc tôi trong mày ngồi dậy với tay lấy điện thoại nhìn thấy số điện thoại hiện lên là quyên gọi đến tôi nhắc máy tao nghe đây sáng nay mày rảnh không gặp nhau đi tao có chuyện muốn kể với mày đây chuyện gì mà thấy mày hối hả thế gặp nhau rồi biết ừ vậy 8 giờ gặp tại quán cà phê len nhé Nhìn đồng hồ treo trên tường đã là 7 giờ sáng. Tôi ngồi dậy hướng mắt ra cửa sổ, thời tiết hôm nay khá đẹp. Tôi bước ra ban công đứng hít thở không khí trong lành, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm làm tinh thần tôi thấy thoải mái. Đột nhiên ánh mắt nhìn xuống dưới thấy Thành và Hồng đang đứng ở vườn hoa dưới lầu. Theo phản xạ, tôi dùng đôi mắt nhìn không rời về phía họ, một nam một nữ đứng dưới khung cảnh đẹp đẽ này, nhìn cả hai rất xứng đôi lúc này làm tôi chợt nhớ đến câu nói của hồng tối qua anh thành rất quan trọng với em thầm nghĩ về đoạn tình cảm này không hề đơn giản khép lại suy nghĩ tôi quay lưng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi xuống lầu ăn sáng hôm nay bàn ăn khá yên tĩnh chỉ có bố đang ngồi ăn sáng một mình tôi lại kéo ghế ngồi cùng con chào bố ạ à. ăn sáng đi con cô lệ lấy cho xuân bát phở bò đi dạ ông chủ con gà vào nhà họ Hoàng gần một tháng đã thấy quen chưa? Trong nhà này chỉ có bố quan tâm hỏi han nhớ đến sự tồn tại của tôi. Phút chốc tôi thắc mắc không biết lý do từ đâu, sao bố lại chọn tôi làm con dâu. Ngoài kia nhiều tiểu thư muốn gà vào nhà này, thế nhưng bố lại chọn tôi. Nếu nghĩ vì mình có học vấn và ngoại hình chắc không đủ. Người bố chồng này làm tôi nhớ đến bố tôi. Ông ấy chưa bao giờ cho tôi sự quan tâm ấm áp như thế, kể từ lúc cãi nhau với bố ở bệnh viện mấy ngày rồi bố không gọi điện liên lạc với tôi dạ con cũng quen rồi có điều ở nhà suốt con cũng hơi chán ạ à. bố hỏi con đều có chủ đích cả con đến công ty nhà ta làm việc đi dạ được hả bố tôi bất ngờ khi nghe bố nói tôi tưởng bố sẽ cho tôi ở nhà sinh con chăm lo cho gia đình chứ con cũng đã tốt nghiệp xong nên đến công ty phụ giúp chồng con nhưng mà con học về lĩnh vực thiết kế đồ họa Sao có thể làm về lĩnh vực xây dựng được bố? Có nhiều vị trí nên con đừng lo, trước mắt con đến học việc chỗ trợ lý của Thành để quen việc trước. Anh Thành liệu có đồng ý không ạ? À? Con cứ sắp xếp mọi việc, rồi tuần sau đi làm, ta sẽ nói nó sau. Dạ. An Sáng cùng nói chuyện với bố xong, nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã 8 giờ. Tôi lật đật đi ra cửa, vừa hay thấy Thành cùng Hồng đi vào nhà. Cô ta thấy tôi có vẻ vội vã liền hỏi Chị đi đâu thế? Chị có việc ra ngoài Anh ta chỉ nhìn xéo tôi một cái rồi đi thẳng vào nhà Nói xong tôi cũng không quan tâm mà đi thẳng tới chỗ đậu xe Nhờ chú tài xế chở tôi đến chỗ hẹn Từ nhà đến quán khoảng 10 phút tôi bước vào quán Vừa thấy tôi Quyên đã vẫy tay gọi Gương mặt đầy hứng khởi và vui vẻ Đến quầy gọi nước và lại bàn ngồi nhìn Quyên vẫn tươi tắn, rạng rỡ như ngày nào, cảm giác trên gương mặt không chút suy tư nào cả. Ra thế nhà Quyên cũng không phải dạng vừa. Công ty của bố nó mở các chuỗi cửa hàng trang sức đẳng cấp ở thành phố. Cuộc sống của nó từ nhỏ đã xa hoa và sung túc. Thời đi học tôi chơi chung vào nhóm con nhà giàu trong lớp, nhưng hiện tại gia đình tôi trên bờ vực phá sản. Vì tự ti tôi không kể cho nó. Tôi mỉm cười hỏi: sáng mày gọi gấp thế, có chuyện gì à? quyên đẩy người tới đưa mặt sát gần tôi nói khẽ tao thấy chồng mày cặp kè với gái ở khách sạn họ rất thân mật với nhau tôi cười nhẹ bán tín bán nghi vì nghĩ quyên mới về nước sao có thể bắt gặp anh ta được có khi nó đang đùa với tôi mày đùa tao à quyên vừa nói tay vừa móc điện thoại từ trong túi sách ra và bật lên đưa ra trước mặt cho tôi xem nhìn đi là ai đây không phải chồng mày thì là ai lúc này tôi mới tin thật tôi nghĩ anh ta ăn chơi lêu lỏng không ngờ lại nuôi thêm gái bên ngoài nữa tôi vẫn thản nhiên đáp ừ là anh ta đấy sao mày lại thấy được từ lúc về nước tao đều ở khách sạn này trùng hợp hôm qua tao ra trả phòng ở quầy lễ tân thấy anh ta đi cùng cô gái đó mới kết hôn chưa được một tháng mà anh ta đã ngoại tình mày phải quản chồng mày chặt hơn đi xuân tôi im lặng một lúc tôi suy nghĩ không biết mình nên biểu hiện cảm xúc thế nào nữa bởi tôi không có tình cảm với anh ta cảm xúc hiện lên trong tôi bây giờ giống như đang nghe kể chuyện về một người đàn ông lạ nào đó ở cuộc hôn nhân không có tình yêu anh ta mẻo mỡ ở bên ngoài là chuyện bình thường tôi không thấy lạ nhưng đối diện với người bạn trước mặt này tôi không thể tỏ ra mình không có vị thế gì cả tôi bộc lộ vẻ bức bối và khó chịu tao không nghĩ anh ta lại lừa dối sau lưng tao mày gửi cho tao tấm hình này nhé để tao về tìm hiểu xem người phụ nữ này là ai ừ mày phải bình tĩnh giải quyết nhé vậy có cần tao với mày đi bắt ghen không thôi để tao tìm hiểu xem đã à quyên chuyện này mày giữ bí mật nhé tại gia đình chồng tao mọi tin tức đều được báo chí săn lùng nên chuyện này mày kín giúp tao ừ tao biết rồi mày về nước rồi dự định làm gì quyên tao về công ty phụ giúp bố ừ xuân Tao hỏi nhỏ mày này Mày còn liên lạc với anh Thiện không đấy Tao giờ là người đã có chồng rồi Thứ tình cảm đó tao không còn mơ tưởng nữa đâu Tôi, Quyên và anh Thiện Cùng nhau học chung dưới một mái trường Thời đi học tôi thích thầm anh ấy Quyên cũng biết Và luôn ủng hộ tôi can đảm tỏ tình với anh ấy Nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa Nghe tên Thiện làm cảm xúc tôi có chút buồn chồn. Anh ấy về nước rồi đấy Sao mày biết Tao gì mà chả biết, nói chứ mày không nhớ anh trai tao là bạn học anh Thiện à? Ừ, tao quên. Anh ấy về hồi nào? Sao kêu dứt đoạn tình cảm này mà hỏi nhiều thế? Nói đi, tao muốn biết. Mới về hôm qua luôn đó. Những rung động đối với anh ấy làm sao tôi có thể quên được. Tôi mừng vì nghe anh ấy đã trở về, nếu tôi chưa kết hôn, có lẽ đã hỏi về số liên lạc của anh ấy rồi. Ừ, muốn hỏi thêm gì nữa không? Thôi ta biết nhiêu đó được rồi Nhà chồng mày có đối xử tốt với mày không Xuân? Có chứ Đặc biệt bố chồng rất tốt với tao Chồng đã ngoại tình Bây giờ mà nói nhà chồng không tốt nữa Chắc tôi không biết giấu mặt vào đâu Ừ Mày được gả vào nhà hào môn Nơi mà nhiều người ganh tị muốn vào lắm đấy Mày dáng giữ chồng đi Đầu tôi bắt đầu suy diễn lung tung Hay mình lấy hình này uy hiếp anh ta Để ly hôn sớm Như vậy chẳng phải sẽ giải thoát cho đôi bên sao nhưng nghĩ về vấn đề của bố tôi chắc ông không đồng ý ừ tao biết rồi gặp được mày tao biết nhiều thứ thật vậy mình gặp nhau thường xuyên đi tao về nước nên muốn tìm gặp chơi lại với các bạn cũ thôi ừ từ khi cưới chồng xong tao cũng ít đi chơi với bạn mình về thôi hôm nay tao còn ăn trưa với bố nữa hẹn mày khi khác nói chuyện tiếp nhé xuân mày đi bằng gì để tao đưa về thôi Tao với mày trái đường với nhau Để tao bắt taxi về cho tiện Ừ vậy tạm biệt mày nhé Hẹn gặp lại Nói xong tôi với Quyên tạm biệt nhau Quyên được tài xế riêng đưa về Còn tôi ngồi lại một lúc Chợt nhớ tới mẹ Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ Tiếng điện thoại reo lên Mẹ bắt máy nhanh chóng Mẹ nghe đây con Mẹ khỏe không Mẹ khỏe sao thế con Con sợ mẹ lo chăm bố rồi lại chăm hậu nên con lo mẹ không để ý sức khỏe của mình Mẹ không sao Con bên đó tốt không Con ổn ạ à? Anh ta xuất viện chưa mẹ Cánh tay dần lành vết thương lại rồi Nên bác sĩ cho hai hôm nữa là xuất viện đó con Vâng À mẹ số tiền đó bố tính sao Mẹ cũng không rõ Bố Văn Hậu tính nào Chưa thấy bàn bạc với mẹ gì cả Dạ Con cũng đừng bận tâm nhiều Chuyện con nói làm không được thì thôi Đừng vì vậy mà thấy bức bối dạ mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ừ con cũng lon uống vào đó dạ con cúp máy đây từ nhỏ mỗi lần có chuyện gì mẹ đều bênh vực tôi cả bố có tính sai trưởng mọi việc trong nhà đều phải do bố quyết định tôi nhớ có lần bố mẹ cãi nhau rất to vì tôi suýt chút đuổi tôi với mẹ ra khỏi nhà mẹ van xin và khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi lúc đó còn quá nhỏ tôi không hiểu tranh cãi vấn đề gì nhưng bố đã đánh mẹ trong cơn tức giận không biết có phải lỗi của tôi không nhưng kể từ đó tất cả những việc tôi làm đều nghe theo ý bố dần dần ước muốn hoài bão của tôi đều chôn giấu trong lòng tôi ra khỏi quán đi băng qua đường để gọi xe về nhà bỗng tiếng điện thoại trong túi sách reo lên tôi nghĩ chắc bố gọi nhưng lấy ra xem là thành gọi đến tôi nghe cô đang ở đâu khi nào về nhà anh hỏi làm gì Tôi với anh ta mỗi lần nói chuyện đều cộc cằn với nhau, không ai chịu thua ai. Tối nay cô về sớm để đi dự tiệc cùng tôi. Tiệc gì, tôi không đi. Không đi cũng phải đi. Tiệc sinh nhật vợ đối tác lớn của công ty chúng ta. Mời vợ chồng đến dự, tôi không thể đến một mình được. Cô về nhà nhanh đi. Chưa để tôi trả lời tiếp, anh ta đã tắt máy làm tôi bực bội. Tôi cất điện thoại lại trong túi và gọi taxi về nhà đến nhà đã thấy anh ta đợi sẵn ở phòng khách thời tiết ban trưa nắng nóng làm cho tôi càng bực bội thêm tôi bước tới trước mặt anh ta vẻ mặt khó chịu nói lần sau nghe tôi nói hết câu rồi anh hãy tắt máy nếu không giữ phép lịch sự thì anh gọi tôi sẽ không nghe máy đâu cô dám không nghe anh cứ thử đi bữa tiệc đó anh nói hồng đi cùng đi tôi không thích đi với anh này cô là vợ tôi đấy anh biết tới cô vợ này rồi à không nói nhiều chuẩn bị sửa soạn đi Tối 6 giờ cùng nhau đi. Không thèm quan tâm thái độ của tôi, nói xong anh ta đi thẳng ra ngoài cửa và leo lên xe phóng đi trong gió. Mặc kệ anh ta, tôi xuống bếp ăn cơm. Căn nhà rộng rãi mà chỉ có năm người, cảm giác thật trống trải. Tự nhiên tôi thấy lạ, từ lúc về nhà ra mắt, thấy cô chồng có ở chung mà dạo này lại không thấy cô đâu. Vừa hay thấy cô quản gia đang đứng đây, tôi mở lời hỏi. Cô lệ ơi, Sao thế cô chủ Lúc cháu mới về làm dâu Có thấy cô của Thành ở đây Mà dạo này lại không thấy cô ấy à Dạ em ông chủ chỉ đến chơi vài ngày thôi Thỉnh thoảng có ghé qua Chứ không ở đây thường xuyên ạ à? Dạ cháu hỏi để biết thôi Dạ cô chủ À mà cô lệ này Khi không có ai cô cứ gọi cháu là Xuân được rồi Chứ nghe cô gọi cô chủ Cháu thích ngại quá Tôi quen rồi cô chủ Cô cũng chẳng tuổi mẹ cháu Nên cô cứ gọi là Xuân thôi cô thay đổi đi nhé, để cháu thấy thoải mái. Ừ, cô biết rồi. Dạ. Ăn xong tôi lên lầu nghỉ trưa, nằm trên giường tôi suy nghĩ về bữa tiệc tối nay. Không biết tối nay nên mặc gì đây. Tôi nằm băn khoăn mãi, anh ta báo gấp quá làm tôi chưa chuẩn bị đồ kịp. Bữa tiệc này chắc sẽ toàn giới làm ăn của công ty. Tôi với bổn phận là vợ của anh ta không thể mặc đơn giản được. Tôi canh báo thức 3 giờ Nằm sải dài ra chiếc giường tôi ngủ một giấc Danh giang Tiếng chuông báo thức kêu trói tai Làm tôi tỉnh giấc Nằm mơ màng chợt nhớ phải chuẩn bị tới bữa tiệc Tôi lấy điện thoại tắt báo thức Ngồi bật dậy đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa Vội đi lại mở tủ quần áo Tôi nhìn sơ hết một lượt xem chiếc đầm nào Nổi bật nhất trong tủ lấy ra mặt Nhưng đôi mắt nhìn qua nhìn lại mãi Vẫn chưa thấy bộ nào đủ lộng lẫy Để đến bữa tiệc Tôi đứng một lúc lâu, đầu suy nghĩ vân vân xem lấy bộ nào. Đột nhiên tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Thành từ ngoài bước vào trên tay mang một chiếc hộp to. Tôi thập nghĩ anh ta chuẩn bị quà sinh nhật cho vợ đối tác. Nên làm lơ đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tủ. Cô đang làm gì đấy? Lựa quần áo không thấy à? Khỏi lựa nữa đi. Không cần đi nữa hả? Ai nói cô lại mở hộp này đi. Cái gì thế? Mở đi, hỏi nhiều quá. Ờ tôi đóng cánh tủ lại đi qua bàn mở chiếc hộp to ra ánh mắt tôi ngỡ ngàng khi thấy chiếc đầm xã hội lộng lẫy không nghĩ anh ta sẽ đi mua đầm tôi e thẹn nói cái này cho ai cô có bị ngốc không nhìn mà không biết sao còn hỏi tôi không muốn cô làm xấu mặt nên mua cho cô đó đang không biết mặc gì thì có vẻ anh ta cứu tinh tôi lúc này nhưng lời nói thốt ra không ưa nổi tôi biết rồi chuẩn bị nhanh lên ờ chiếc váy dài màu hồng điểm nhấn phần lông vũ viền theo đường cúp ngực, toát lên vẻ kiêu xa, đồng thời tôn lên dáng người mảnh khảnh của tôi. Nhìn mình trong gương cũng thích kinh ngạc, tôi vừa nhìn đã thích bộ này rồi, không ngờ anh ta cũng lựa vừa vặn dáng người tôi. Khóe miệng của tôi cong lên, tôi trang điểm sắc xảo làm nổi bật gương mặt đánh lên màu son đậm quyến rũ. Tôi mang đôi giày cao gót từ từ đi xuống lầu. Thành cũng đã chuẩn bị xong, đang đứng đợi ở phòng khách. Đôi mắt anh ta dương lên nhìn vào tôi Có vẻ đây là lần đầu tiên Anh ta thấy tôi ăn mặc lộng lẫy thế này Bất giác mà ngẩn ngơ Thành mặc âu phục Dày ra thường ngày Anh cũng đã chỉn chu hơn rồi Nhưng sao hôm nay tôi cảm giác thấy lạ Trông anh ta đẹp trai hơn Nhìn người đàn ông trước mặt thật cuốn hút Chả trách phụ nữ ở thành phố này Đều muốn gả cho anh ta Tôi từ từ đi xuống hết lầu Hôm nay tôi mang đôi giày cao gót hơi cao nên khó đi, không nói lời nào, anh ta xoay người rời khỏi phòng khách. Chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa, anh ta chờ tôi trên xe. Bước lên xe, tôi ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, Thành khởi động xe chạy ra khỏi nhà. Tôi thường đi chơi tụ họp bạn bè ở các bữa tiệc quán bar nhưng chưa khi nào nghiêm túc đến một bữa tiệc lớn giao lưu giới làm ăn thế này. Vì mỗi lần bố đều đưa anh trai đi nên tôi không có cơ hội để tiếp xúc nhiều nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi anh ta lên tiếng cô đang căng thẳng kìa tôi bình thường có gì đâu mà phải căng thẳng anh đã chuẩn bị quà xong chưa rồi cô không cần lo sao anh không rủ hồng đi cho thoải mái trên thiệp người ta mời vợ nên cô bớt nói linh tinh đi tôi gợi ý thôi mà bữa tiệc này toàn giới làm ăn tôi sợ mình không làm tốt cô cứ im lặng mà đi theo tôi còn việc khác để tôi lo ừ anh đừng có mà bỏ đi đâu đấy két chiếc xe nhanh chóng phanh lại dừng trước một khách sạn xa hoa cao nhất của thành phố thành bước xuống xe mở cửa cho tôi hành động của anh ta làm tôi ngạc nhiên có thể là do đang đứng trước cổng khách sạn anh ta tỏ vẻ lịch sự mở cửa giúp chiếc váy quá dài làm tôi phải dùng tay tóm lấy phần đuôi để dễ dàng bước xuống xe Nhân viên khách sạn chạy lại lấy chìa khóa để đậu xe. Tôi và Thành cùng bước vào sảnh khách sạn. Lần này anh ta còn chủ động đưa khỉu tay ra để tôi choảng qua. Gương mặt lạnh lùng dần trở nên ôn hòa. Đúng là bên ngoài cử chỉ đối với tôi thể hiện sĩ diện khác hẳn. Không gian ánh đèn lung linh, màu hồng chủ đạo xung quanh được trang trí toàn hoa hồng và bong bóng, làm cho bữa tiệc trở nên ngọt ngào đập vào mắt tôi là tháp bánh kem nhiều tầng đặt giữa sảnh, một người phụ nữ với làn da trắng sáng, gương mặt trang điểm toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ bước tới gần chúng tôi. Khuôn miệng duyên dáng nói chuyện với Thành. "Anh Thành, vợ anh đây à?" Tôi đứng kế bên cười nhẹ, Thành im lặng nhưng gương mặt ngầm định trả lời. Người phụ nữ này trông rất quen mắt, hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, một lúc khoảng 3 giây. Tôi chợt nhớ ra cô ta là người trong bức hình Quyên đưa tôi xem lúc sáng. Bức hình hơi nhỏ, trong hình cô ta mặc đơn giản, mái tóc xõa thẳng. Còn giao diện trước mặt tôi lúc này, gương mặt trang điểm đậm, bới tóc cao, ăn mặc quyến rũ làm tôi khó nhận ra. Chị nhà xinh xắn quá, em tên Ngọc, rất vui được gặp chị. Em quá khen, chị tên Xuân là vợ anh Thành. Nhìn anh chị rất xứng đôi. Câu nói cô ta có vẻ đang châm biếm tôi không chịu yếu thế, tôi siết chặt tay thành, người dựa về phía anh ta, thể hiện cặp vợ chồng thắm thiết. Ở nhà thì gặp Hồng kề bên suốt ngày, còn đến đây lại gặp cô này. Không biết anh ta còn bao nhiêu bóng hồng ngoài kia, càng nghĩ tôi lại càng bực bội, hành động thân mật của tôi đã đập vào ánh nhìn cô ta. Tôi khơi gợi chuyện tiếp. "Chị chưa nghe anh Thành nhắc tới em, em là bạn anh Thành hả?" Vẻ mặt cô ta có chút biến sắc, cười gượng trả lời tôi dạ em quen anh ấy từ thời đại học vậy à sau này có cơ hội chị em mình thân thiết hơn nhé hai người này bốn mắt đối diện nhìn nhau nghĩ tới bức hình lúc sáng làm tôi thấy kinh tởm chồng em đâu bữa tiệc này chị nghe bảo là mời các đôi vợ chồng đến dự mà em chưa có chồng ạ à? ừ em cũng sáng kiếm tấm chồng nào như anh thành nhà chị đây này thấy tôi có vẻ khó chịu ra mặt anh ta lên tiếng cắt ngang câu chuyện đi vào bàn thôi. Em chưa nói chuyện xong mà anh, chị lại bàn trước nhé." Anh ta kéo tôi lướt qua cô ta, đi tới bàn tiệc ngồi. Vừa ngồi xuống tôi đã hỏi ngay xem anh ta trả lời thế nào. "Cô gái lúc nãy là ai?" Cô hỏi làm gì? "Mối quan hệ của anh cũng phức tạp nhỉ, hết cô này đến cô khác." Nhìn ánh mắt của cô ta như muốn nuốt chửng tôi rồi. "Cô im lặng đi, sao nay cô nói nhiều thế? Tôi đang ở vị trí là vợ anh." nên sau này nếu có rủ tôi đi cùng thì anh dẹp bớt mấy bông hồng gai này đi tôi thấy ngứa mắt lắm anh ta liếc xéo tôi một cái rồi quay mặt sang hướng khác mặc cho tôi bực bội thời gian tiếp xúc lâu với anh ta tôi không nhận thấy điểm tốt nào của anh ta cả anh thành giọng một người đàn ông từ phía sau lưng đi tới chất giọng trầm ấm nghe rất quen tai tôi quay lưng lại nhìn phút chốc người tôi như đứng hình tim đập thình thịch rộn rã như muốn bay khỏi lồng ngực những buồn bực lúc này đều tan biến bây giờ đầu óc tôi đều tập trung vào người đàn ông này em về nước khi nào thế em mới về hai hôm anh khỏe chứ anh khỏe sao về không báo với anh em về bất ngờ trước dự định nên chưa kịp báo anh dáng vẻ cao ráo mái tóc vuốt cao lộ rõ những đường nét trên gương mặt cùng chiếc mũi thẳng tắp có vẻ anh ấy mập hơn trước một chút những nhớ nhưng trong tôi giờ đây như được lấp đầy Đôi mắt tôi cứ mãi nhìn về anh ấy Xuân Cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy tôi Cảm xúc cứ nghĩ đã được đè nén chôn giấu tận đáy lòng Nhưng sau hôm nay anh lại xuất hiện Anh Thiện Hai người biết nhau sao Vẻ mặt Thiện cũng bất ngờ khi gặp tôi ở đây Nụ cười anh luôn nở trên môi Em với Xuân học cùng trường cấp 3 Tôi ngẩn ngơ một lúc mới định thần lại Nghĩ mối quan hệ Thành và Thiện như thế nào Tôi nhẹ giọng hỏi anh Thiệt, "Sao anh biết anh Thành? Anh ấy là anh họ của anh, em là vợ Thành hả?" Em câu nói làm tôi khó trả lời, tôi không muốn đối diện với hiện tại chút nào. Nếu gặp ở hoàn cảnh khác chắc tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng đối diện trước người đàn ông tôi thích. Miệng tôi như đông cứng lại không nói được lời nào cả, chỉ đứng im lặng. "Hôm nay ghé nhà anh đi. Em về mà cô cũng không báo cho anh biết." Mẹ em cũng bất ngờ khi thấy em về mà Có dẫn bạn gái về không đấy Bạn gái Anh ấy có bạn gái rồi sao Chỉ mới 2 năm mà mọi thứ thay đổi nhanh quá Cả tôi và anh ấy đều đã khác Khóe mắt tôi bỗng chốc rưng rưng Tôi không hiểu cảm giác lúc này thế nào Nhưng cảm thấy nhói ở tim Cổ họng nghẹn lại Để nói sau đi anh Anh Thiện là người tôi thích thầm 3 năm Cảm xúc đối với anh ấy Chưa bao giờ thay đổi anh ấy là người luôn an ủi tôi mỗi khi bị bố mắng cho tôi lời khuyên và tạo động lực để tôi vươn lên những ngày tháng ấy cứ êm đềm trôi tôi cứ bình yên mà ở cạnh anh ấy lúc nghe tin anh đi du học cảm xúc sụp đổ như lúc này vậy chờ đợi nhớ nhung tất cả đều trộn lẫn với nhau tôi hận lúc đó không cùng anh ấy đi du học chỉ có thể mong ngóng ngày anh ấy trở về để tránh cảm xúc lẫn lộn tôi đứng vậy vợ đi toilet để tránh anh thiệt, Tôi băng qua các dãy bàn đi vào toilet, nhìn mình trong gương để cố chấn tĩnh lại, tự nhủ với bản thân. Bây giờ mình đã có chồng, anh ấy cũng đã có bạn gái. Thứ tình cảm này nên gạt bỏ, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi lặp đi lặp lại hai ba lần, hít thở một hơi thật sâu, chấn tĩnh bản thân xong, tôi bước ra khỏi toilet. Đi về hướng chỗ bàn, nhìn từ xa thấy thiện đã rời khỏi bàn tôi từ từ đi về chỗ cũ buổi tiệc đã bắt đầu khởi màn bằng bài nhạc chúc mừng sinh nhật vui tươi khuấy động cả sân khấu nhân vật chính buổi tiệc bước ra cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ nổi bật không gian như dừng lại chỉ để tập trung vào cô ấy một giọng nói truyền cảm phát ra từ chiếc micro chào mừng mọi người đến buổi tiệc sinh nhật của tôi ánh đèn chiếu sáng vào cô ấy nhìn thật lộng lẫy bỗng từ bài hát chúc mừng sinh nhật chuyển sang bài hát với giai điệu lãng mạn, người chồng lên tặng quà và dành những lời nói ngọt ngào đến cô ấy. Nhìn họ cũng trững tuổi nhưng sâu trong ánh mắt trao nhau hiện lên một tình yêu son sắc. Họ không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông. Chiếc bánh kem dần được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến lung linh như một tòa tháp lấp lánh đẹp đẽ. Nhìn họ tôi ngưỡng mộ đến phát ganh tị. Chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này, làm lòng tôi khao khát được hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu như thế. Ánh mắt tôi bất giác tìm kiếm bóng dáng của Thiện giữa đám đông, không biết lúc này tôi đang mong ngóng điều gì, có lẽ được nhìn thấy anh ấy cũng làm tôi được an ủi. Cô đang nhìn gì thế? Sáng vẻ thẫn thờ nhìn xa xăm tìm kiếm bị Thành nhìn thấy. "Không có gì. Cô đứng đây nhé, tôi đi giao lưu với đối tác rồi sẽ quay lại." "Ừ." từ lúc gặp thiện, tuy tôi đã cố chấn tĩnh bản thân, nhưng thứ tình cảm này đâu thể nào dập tắt trong chốc lát được. Bản nhạc sâu lắng như đi sâu vào tâm hồn tôi, từng cung bậc cảm xúc tan xen với nhau. Cầm ly rượu trên bàn uống hết một hơi, không chịu đứng yên, tôi bước đi loanh quanh bữa tiệc để tránh đi sự lạc lõng. Chị Xuân, tôi bị tiếng gọi của Hồng đứng lại. Lúc nãy em với chị chưa nói chuyện xong mà. Tâm trạng đang không được tốt. Nghe câu này của cô ta làm tôi muốn phát cáu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện em với anh Thành. Em với anh Thành thì có chuyện gì? Để xem cô ta nói những gì tôi đã không muốn đụng tới cô ta và Thành. Nhưng có vẻ cô ta muốn khiêu khích tôi đây mà. Em biết chị với anh Thành kết hôn không có tình yêu. Vì vậy chị đừng cố tỏ vẻ với em. Tôi bất ngờ với câu nói chơi chẽn của cô ta. Tôi cau mày khó chịu đáp Cô nực cười nhỉ Anh ta là chồng tôi Mà cô bảo tôi đang tỏ vẻ với cô à Cô ăn nói thận trọng chút đi Em và anh Thành đã quen nhau trước Chị có biết không Chẳng phải là đang lén lút với nhau sao Lẽ nào còn muốn công khai với tôi Đúng là đại thiếu gia tập đoàn lớn Quen gái cũng phải có tính cách tầm cỡ thế này Tôi nhếch miệng nói Cô nói những lời này với tôi Có dư thừa quá không Cô đang đối diện với vợ anh ta đó Đừng có mà hống hách Chị cảm thấy bực bội, tôi tức giận phát tiết lên người cô ta. Chuyện hai người tôi không cần biết, cô đi mà thổ lộ với anh ta, tôi không biết là cô đang muốn tôi biết cái gì về hai người, nhưng cô không thể thay đổi được gì đâu. Anh ta là người đã có vợ, cô làm ơn nhắc nhở bản thân mình. Nhìn sơ cách giao tiếp và nói chuyện của cô ta, tôi nhận ra cô ta chẳng phải tiểu thư gia giáo gì cả, nhưng tôi không dám đánh giá thân phận của ai cả. Không thèm nghe cô ta nói tiếp. Tôi quay lưng đi hướng khác, thật sự người đàn ông cô ta muốn tranh giành, tôi có thể nhường nhịn, nhưng hiện tại tôi đã là vợ của anh ta và tôi không thích người phụ nữ nào của anh ta lên mặt. Nghe những lời của cô ta, tôi càng căm ghét anh ta hơn. Tôi tự ý rời khỏi bữa tiệc và bắt taxi đi về nhà. Leo lên xe, ánh mắt tôi hướng ra cửa xe, màn đêm vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi ngày, nhưng cảnh càng đẹp đẽ lại càng làm tôi buồn. Tôi đưa nhại đầu ra cửa để hứng gió chỉ mong những luồng gió này có thể mang tâm trạng tồi tệ này đi. Vừa khuẩn cảm xúc một hồi, tôi cũng về tới nhà. Cô quản gia thấy tôi vào nhà một mình nên cất tiếng hỏi: sao cậu chủ không về cùng cháu? Đừng nhắc tới anh ta nữa, thôi cháu lên phòng nghỉ đây ạ. À. Bây giờ tôi đã mệt lắm rồi, chẳng còn sức lực nào nữa. Trở về phòng, tôi vào phòng tắm thay đồ tắm rửa. Sau đó ngả lưng lên giường. Hôm nay cứ ngỡ anh ta mua đầm cho tôi và có những hành động tử tế, cứ nghĩ cuối cùng anh ta cũng có chút để ý tới tôi, nhưng thật ra tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Không biết người yêu của Thiện thế nào, sao anh ấy lại lẩn tránh câu hỏi về bạn gái, tự nhiên tôi có chút tò mò, chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng động mạnh làm tôi giật mình, tiếng thành mở cửa, sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt của anh ta. Sao cô tự ý bỏ về? Tôi ngồi bật dậy trả lời anh ta tôi mệt nên muốn về nhà ai cho cô về cô có nghe lời tôi nói là đứng chờ không hả các đối tác muốn gặp cô mà tôi không biết tìm cô ở đâu anh làm ầm lên cái gì nếu không có tôi ở đó vậy anh nhờ cô ngọc của anh đấy cô có biết mình sai không mà lớn giọng với tôi tôi không làm gì sai cả có vẻ anh với cô ta thắm thiết lắm mà chẳng phải quen nhau từ trước à cô đang nói điên nói khùng gì vậy anh đang tỏ vẻ không biết gì với tôi sao đi khách sạn với nhau còn ở đây tức giận vì những lý do vỡ vẩn của tôi anh vừa phải thôi tôi đã nói tôi mệt muốn về nhà sao anh lại nổi điên với tôi vì những việc nhỏ nhặt này tôi đã làm lơ mọi thứ đối với anh còn anh thì sao cô đang nói cái gì thế hả tôi nói gì anh tự biết hai người đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi làm tôi thấy kinh tởm kinh tởm cô nói tôi kinh tởm lúc này tôi mới chợt nhận ra mình nói quá lời không hiểu sao cảm xúc lại đổ mạnh ra không ngừng chẳng lẽ những khó chịu bức bối ở bữa tiệc làm tôi bộc phát lời nói tôi đã làm anh ta tức giận trong cơn phẫn nộ anh ta đưa tay giữ cổ tôi lại cô nói lại lần nữa xem tôi không cho phép cô xúc phạm tôi bỏ ra anh điên hả men say đã làm cơn thịnh nộ của anh ta lên cao tôi đưa tay gỡ anh ta ra nhưng sức mạnh của tôi yếu hơn căn bản không thể làm gì không còn cách nào khác tôi lấy tay đấm lên lưng anh từng cái một Đột nhiên một nụ hôn đẻ mạnh lên môi Làm tôi đứng hình Tay dừng đánh hơi thở lập tức gấp gáp Răng tôi cố đẩy ra cắn mạnh vào môi anh ta dỉ máu Có lẽ vì đau anh ta mới chịu thả ra Anh rốt cuộc đang làm gì? Tôi ho mạnh Cổ họng dường như xém chút nữa là ngạt thở Tôi lấy lại hơi thở Đứng lên dùng sức đẩy mạnh anh ta để trả thù Tôi là vợ anh đó Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? tôi tức giận và sợ hãi trước con người này. Nước mắt rừng rừng trên khóe mi. Lúc này anh ta mới phản ứng lại hành động của mình. Cơ mặt cũng giãn ra đưa bàn tay chạm lên môi, chỗ vết cắn. Đôi mắt nhau lại nhìn tôi và quay lưng rời khỏi phòng. Ngồi phịch trên giường tôi thở vào nhẹ nhõm, nghĩ lại những lời nói của mình thấy tôi cũng hơi quá đáng. Chắc do biết được mối quan hệ của anh ta và Ngọc, đồng thời cô ta lại tỏ vẻ hiên ngang làm cho cơn tức giận của tôi không thể kiềm nén mà trực chờ có cơ hội để bộc phát. Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng mà đêm tối nay mang vẻ nặng nề, bản thân rất buồn, rất sợ, nhưng chỉ biết đối diện một mình. Tôi nằm co do người lại, mí mắt sụp xuống, cố thả lỏng cơ thể để đi vào giấc ngủ. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ phía bên ngoài, mở mắt ra trời đã sáng. tia nắng chói chang buổi sáng xuyên qua khung cửa kính, dọi hết vào căn phòng tôi ngồi dậy lên tiếng sao thế ạ à? cô chủ xuống ăn sáng cùng cả nhà hôm nay là cuối tuần dạ cháu biết rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn tôi xem đã 7 giờ sáng rồi bước xuống giường tôi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ ra mặc lên chiếc váy nhẹ nhàng đi xuống lầu bàn ăn sáng ngày cuối tuần có đông đủ các thành viên gia đình theo thời gian dần dần tôi cũng nắm được những sinh hoạt của nhà này trên bàn ăn Thành không nhìn đối diện với tôi. Ánh mắt tôi đập vào miếng sán băng cá nhân trên môi anh ta. Không biết mọi người nghĩ gì khi thấy vết thương này. Đột nhiên mẹ lên tiếng. Môi con bị sao thế Thành? Con không sao. Đêm qua con đi sự tiệc mà sáng sáng nay lại thấy vết thương. Con đánh nhau hả? Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ. Mẹ đừng để ý đến nó. Mẹ chồng đánh ánh mắt sắc bén qua tôi. Cứ như nghĩ tôi là người gây ra nhưng mẹ chỉ nhìn mà không nói gì đến tôi cả tôi chỉ biết ngồi im lặng ăn bữa sáng của mình sau khi ăn sáng xong bố gọi cả gia đình họp mọi người di chuyển sang phòng khách ngồi bố với vẻ mặt nghiêm túc nói tuần sau xuân sẽ đến công ty làm việc bố vừa nói dứt câu thành đã vội đáp con không đồng ý tôi biết chắc anh ta sẽ nói thế nhưng thái độ kiên quyết của anh ta làm tôi có chút khó ưa bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt lại không tới lượt con quyết Bố báo để con sắp xếp công việc cho Xuân Bố, con đã nói không đồng ý rồi mà Sao con lại phản ứng mạnh mẽ thế hả? Xuân nó là vợ con đấy Con không thích làm cùng công ty Bố cho cô ta làm chỗ khác đi Mẹ ngồi bên cạnh khi nghe lời từ chối gai gắt của Thành Cũng lên tiếng hùa theo Con bé nên ở nhà nội trợ và lo sinh con thôi Nghe câu này từ miệng mẹ làm tôi khó chịu Dù gì tôi cũng đã tốt nghiệp Học hành đến nơi đến chốn sao có thể ở nhà tôi chưa kịp mở miệng đáp lại thì bố đã lên tiếng con bé còn trẻ nên cho nó đi làm mở rộng kiến thức việc sinh con bây giờ tính còn sớm không nói nhiều nữa cứ quyết định vậy đi tuần sau con bắt đầu lên công ty làm việc nhé xuân dạ thành vẫn không chịu nhưng đành bất lực mặt hầm hầm liếc xéo tôi vốn dĩ của hôn nhân đã không có nền tảng để trụ vững nay lại ngày càng nhiều xung đột tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Buổi họp gia đình kết thúc, nhận được quyết định từ bố đi làm, mà sao tôi thấy không vui chút nào. Không gian ngột ngạt này làm tôi khó thở. Cả nhà giải tán, thành lên lầu còn bố và mẹ về phòng, chỉ còn lại tôi trong căn phòng khách. Lẽ nào cuối tuần phải ở nhà nhìn sắc mặt của mấy người này, tôi đứng dậy mang ý định về nhà chơi với mẹ để giải tỏa tâm trạng. Bước ra khỏi cổng tôi bắt taxi lên xe, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ để báo về nhà. Tiếng điện thoại vang lên, tôi liền nghe giọng mẹ. Mẹ nghe đây. Mẹ có ở nhà không ạ? À? Mẹ đang ở nhà dì Sáu. Hôm nay con của dì dẫn bạn gái về ra mắt nên mẹ sang. Sao thế con? Dạ con tính về nhà, mẹ không có nhà thì khi khác con về. Vậy con sang nhà dì con luôn đi. Dạ thôi mẹ, con cúp máy nhé. Ừ. Sao trùng hợp hôm nay mẹ lại không có nhà lẽ nào phải quay về lại tôi mang theo tâm trạng trầm tư nhìn ra cửa sổ vừa hay lướt qua tiệm bánh ngọt tôi thích tôi bảo bác tài xế dừng xe đứng xuống xe tôi bước lùi về sau để đến tiệm bánh cũng đã lâu tôi chưa tận hưởng cho bản thân hôm nay phải dành thời gian ăn thứ mình thích và làm những điều mình muốn tiệm bánh này thời đại học tôi hay ghé ăn và học bài mọi thứ vẫn như cũ mở cửa vào đã thấy tủ bánh trưng những chiếc bánh ngọt đúng lính xinh xắn rất bắt bát. Tôi chọn hai vị bánh tiramisu và trà xanh, xong lại bàn ngồi. Không gian quán thoáng mát, cơn gió thổi qua hòa với không khí buổi sáng trong lành, làm mọi thứ trở nên bình yên. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh quán, buổi sáng khách có hơi vắng chỉ có vài người, nhưng va vào mắt tôi là một người đàn ông ngồi cách tôi ba bàn, dáng vẻ làm tôi thấy lạ, vào tiệm bánh mà vẫn đội mũ lưỡi chai biệt khẩu trang kín mít. Thôi cũng kệ họ, tôi cũng không để tâm trạng chỉ tập trung vào chiếc bánh trên bàn chợt nhớ tới quyên tôi gọi điện thoại xem có rảnh không rủ nó đi mua sắm vừa gọi đã thấy quyên bắt máy tao nghe đây hôm nay mày rảnh không quyên ra quán tám chuyện cho vui tao bận mất rồi mắc đi công việc với bố tao khi khác tao gọi hẹn bù hôm nay nha ừ mày bận thì thôi hẹn khi khác vậy chúng ngày gì mà gọi ai cũng bận hết Tôi lấy điện thoại lướt web xem tin tức, lên mạng xã hội, ngồi một lúc ăn hết hai chiếc bánh tôi mới về. Nhìn sang phía đối diện, người đàn ông lúc nãy vẫn ngồi trong tư thế không cởi đồ, tư trang ra mà vẫn che mặt kín mít. Tôi đứng dậy ra khỏi quán, phía trước có trụ đèn xanh đèn đỏ, phải đứng chờ băng qua đường mới đi hướng ngược lại được. Tôi đang đứng đợi đèn đỏ sang xanh, vừa hay thấy người đàn ông trong quán đi ra, lẽ nào đi theo tôi sao? Nhận thấy có gì đó không ổn, Tôi giả vờ đi vài vòng để xem dự đoán của mình có đúng hay không. Tôi đi sang công viên bên cạnh, ánh mắt nhìn vu vơ không dám nhìn chằm chằm hắn ta, sợ nếu sự thật sẽ bức dây động rừng. Tôi lại ghế đá ngồi, hắn ta cũng bắt đầu chuyển sang. Điều tôi dự đoán là chính xác, nhưng suy nghĩ vẫn không biết ai lại cử người theo dõi, lẽ nào Thành hoặc bố chồng mà hai người này khả năng cao không phải, vì tôi vẫn quanh quẩn ở nhà, đâu có ra ngoài thường xuyên với lại cũng không có dấu hiệu bất thường để theo dõi. Là hậu, gần đây tôi chỉ có xung đột với anh ta là nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dẫn lối yêu thương của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mc thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại